Chào các bạn, trong cái bài ngày hôm trước ta đã nói về phương trình, phi phân, biến số, phân ly. Vậy thì trong cái bài ngày hôm nay ta sẽ học về phương trình tuyến tính cấp 1. Và đây là cái dạng toán nó. Ok. Được chưa? Phương trình tuyến tính cấp 1 dạng nó như sau: y phẩy trừ bx nhân y bằng y x. Ở đây cách giải như sau, ta bước thứ nhất ta sẽ tính là ta xác định bx và qx. Bx là đây, bx là hệ số của y, và qx chính là cái biểu thức mà nó không gắn gì với y ấy, y với y phẩy ấy, đúng không? Ta vứt nó bên trái. Bước thứ hai ta sẽ tính a. A nó sẽ bằng tích phân của bx, tích phân của cái này, tích phân của hệ số y, và b nó sẽ bằng e mũ của a, và d nó sẽ bằng e của mũ trừ a, đúng không? Ở đây ta lưu ý một điều nữa là có một cái công thức này, e bằng e mũ của alpha nhân cho logan ab của fx, thì nó sẽ bằng là fx của fx mũ của alpha, e sẽ bằng b nhân cho, cuối cùng ta sẽ tính b sẽ bằng e nhân cho qx cộng cho một cái hàng số, nhớ là phải cộng với hàng số nhé. Đấy, chúng ta cùng nhìn lại các bước lý thuyết xem nào. Dạng phương trình ta phải đưa về hệ số nhé. Nhớ này, nhớ hệ số của y phẩy là nó bằng 1. Hệ số ở đây, ví dụ như ở đây là x chẳng hạn, hoặc ở đây là x bình phương chẳng hạn, thì ta phải biến đổi nó về hệ số là bằng 1 thì mới sử dụng được, thì mới xác định được bx và xác định được qx. Được chưa? Bước 3 thì ta sẽ kết luận mà nghiệm tổng quát là sẽ bằng y sẽ bằng b nhân e. Được chưa? Ta sẽ vào cái ví dụ sau đây. Ta có cái ví dụ này: x nhân cho y phẩy trừ y bằng x bình phương nhân cho sin x, thì ta sẽ có phương trình 1 tương đương với y phẩy. Ta chia đi, ta thấy này, ở đây này, nhìn không rõ đây này, hệ số x này, y phẩy nó đa, mà trong cái lý thuyết của mình ở đây là hệ số là bằng 1, cho nên ta phải chia cho x đi. Chia cho x thì ta sẽ được là 1 phần x nhân y, chỗ đây là mất 1 cái đi. Đây, không đi xuống chứ để có dạng như pin này các bạn khó theo dõi. Đấy, đúng không? Và bây giờ ta xác định bx và qx như lần lượt như trong cái biểu thức, trong cái bước 1 này. Đấy, xác định bx và qx của dạng toán này. Được chưa? Bx nó bằng 1 trên x. Đúng hay sai? Sai. Nó bằng trừ 1 trên x. Được chưa? Qx sẽ bằng, qx là biểu thức này. Biểu thức cái này, chúng ta so sánh. Đấy, quý là cái này. Là thay vào sẽ bằng x nhân cho, copy nguyên cái này không? Copy vào. Copy vào. Đây. Đấy. Và ta sẽ được nó như thế này. Ở cái bước tiếp theo là ta sẽ tính là tính a, tính b, tính d cho nó, rồi tính e. A sẽ bằng tích phân của bx, mà bx nó bằng là gì? Bx là bằng trừ 1 trên x đây, trừ 1 trên x dx, mà trừ 1 trên x dx chính bằng là logan ab của x, nhìn không rõ này. Đấy, không rõ này. Đấy. B sẽ bằng e mũ a, chính là bằng e của trừ logan ab của x dx.
của x tế mà em cùng mũ trừ loga nebe của x tế là chính bằng là trừ chính bằng một trên x. Đấy, bằng 1 trên x. Sau đó ta sẽ tính d, d sẽ bằng e mũ trừ a, chính là bằng x. Chỗ này nếu mà mình viết in thì nó khiến cho các bạn khó theo dõi, cho nên là mình sẽ copy cái này. Đấy, ta sẽ dán nó xuống như thế này. D e của trừ mũ trừ a sẽ bằng bằng x. Và bước tiếp theo ta sẽ tính e bằng b của nhân cho quy x cộng cộng c. B là bằng 1 trên x rồi đây, nhìn rõ không nhỉ? Đấy. Quy x chính là x nhân cho sin sin x này, được chưa? Đấy. Cộng c nó sẽ bằng 1 trên x nhân cho sin x. Mà ta thấy này, cái này ta sẽ copy như này cho nó dễ đi, nhìn cho nó dễ, cùng một ký hiệu nhìn cho nó dễ, chứ mà khác ký hiệu thì nó khó để chúng ta theo dõi. Đấy, mà 1 phần x nhân cho x chính là bằng 1 nhân cho sin x, nó bằng tích phân của sin x dx, mà tích phân của sin lại bằng trừ cos x. Nhớ là trừ cos x nhé, tích phân của sin là bằng trừ cos. Đấy, ok chưa? Còn đạo hàm ấy, đạo hàm của sin ấy nó bằng cos x. Đấy, thì ta sẽ tính, ta luôn luôn là phải cộng một cái hàm số c ở phía sau nhé. Ok, ta sẽ cuối cùng ta kết luận nghiệm tổng quát sẽ bằng d nhân cho e. D là bằng x nhân cho e. E chính là biểu thức này. Đấy, nhìn cũng rõ rồi đấy, bô tô xanh này đấy. E đây. D đây. Cùng một ký hiệu luôn nhá cho nó dễ. Ok chưa? Ở đây ta sẽ có một cái bài tập về nhà. Bài tập về nhà. Bài tập về nhà như sau. X nhân cho y phẩy cộng 2y bằng 1 trên x. Ta sẽ có đáp số như sau. Tôi cho sẵn đáp số cho các bạn. Và bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Chúng ta đã tìm hiểu bài toán, tìm hiểu về các giải, và chúng ta lướt qua một lần nữa nội dung của bài ngày hôm nay. Ok, và tôi xin kết thúc cái bài học ngày hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở trong cái bài giảng tiếp theo.